Con xin kính chào cộng đoàn, quý cụ ông cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến. Sáng hôm nay thứ sáu lòng thương xót mùng 8 tháng 11 năm 2024 cũng là ngày cuối cùng trong 8 ngày đầu tháng 11 chúng ta lãnh ơn toàn xá. Và nếu chúng ta đi đầy đủ thì chúng ta sẽ được 8 ngày đầu của tháng 11 được 8 ơn toàn xá. Rồi từ trưa ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 chúng ta viếng nhà thờ, chúng ta cũng được thêm 2 ơn toàn xá nữa. Đối với cá nhân con thì con luôn tâm niệm thế này: Thiên Chúa rộng rãi thi ân thì chúng ta cũng mau mắn đón nhận. Và tất cả những ơn toàn xá đó chúng ta có điều kiện để cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó có ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân của chúng ta. Giờ đây chúng ta học hỏi 5 câu danh ngôn. Câu danh ngôn thứ nhất: một người biết cách buông tay là người hạnh phúc. Biết cách buông tay là người hạnh phúc. Câu này gần với câu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là: ai muốn đi theo tôi thì phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, nhà cửa và cả mạng sống mình nữa. Thực ra thì cuộc sống của chúng ta thì chúng ta bám nhiều lắm, bám vào sức khỏe, bám vào tiền bạc, bám vào danh lợi, bám vào người thân, bám. Thế thì dĩ nhiên cũng có những cái bám là xấu xa, ví dụ như là một người chồng bám vào một cái cô tình nhân chẳng hạn thì đó là một cái xấu. Bám vào tiền của hơn là tình nghĩa thì cũng là một cái xấu. Và cả những cái điều xem ra là tốt, chúng ta, Chúa cũng đòi hỏi chúng ta cần phải buông để chúng ta có thể đi theo Chúa. Như Chúa Giêsu nói, phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em. Tức là chúng ta có thể hy sinh tất cả theo như đòi hỏi của Chúa. Giống như là Chúa nói với anh thanh niên, anh muốn đi theo tôi thì phải bán hết tài sản của anh có. Chúng ta mới nghe thì chúng ta cảm thấy nó kỳ cục, phải không? Thế nhưng mà nếu chúng ta cứ ôm của cải danh lợi thì chúng ta cũng khó mà thanh thoát đi theo Chúa. Thôi thì lấy cái chuyện trong gia đình của chúng ta thôi. Ví dụ như ba con chẳng hạn, ba con từ xưa khi mà sanh ra chúng con là bao giờ ông cũng là chủ gia đình. Và cụ thể là trong cái giờ kinh tối thì là bố lúc nào cũng bắt kinh và kết thúc, bao giờ cũng vậy. Thế nhưng mà khi mà ông cụ đã 70 mấy tuổi rồi, ông cứ đọc lộn không à. Nhiều khi là 10 kinh thì mới 7-8 kinh thì là đã là sáng danh rồi chẳng. Thế thì con cũng nói với là bố ơi, bây giờ thì bố cũng lớn tuổi rồi, rồi bố cũng hay quên. Thì bây giờ đọc kinh ấy, thì là bố nhường lại cho chúng con để anh hay là chị đọc kinh để xứng kinh. Xong rồi ba con bảo rằng là nhưng mà chúng nó có biết đọc kinh đâu, nó có biết xứng kinh đâu. Đấy, bảo thì tại vì bố không có sao. Nào giờ bố cứ làm thì bố không có sao, thì làm sao mà chúng con có thể bắt kinh được. Thì bây giờ bố cứ chấp nhận đi, 1-2 ngày đầu thì là các anh các chị đang bắt kinh nó không có được đàng hoàng, nhưng mà rồi từ từ rồi cũng sẽ được. Thế mà cũng phải mất một thời gian đấy nhá. Ông cụ khi không làm được nữa thì ông cụ mới buông, mới để cho con cái nó bắt kinh. Đấy là con chỉ nêu ra một cái ví dụ đơn sơ để cho chúng ta thấy là chúng ta bám nhiều lắm. Giống như là một ông cha xứ chẳng hạn, coi một giáo xứ, rồi đến một cái lúc nào đó yếu thì giám mục cũng gợi ý là thôi đi về nhà hữu, đâu có buông. Đâu có buông đâu. Rồi những cái xấu chúng ta buông xem ra nó còn dễ, những cái mà chúng ta thấy tốt chúng ta lại rất là khó buông. Buông đi để chúng ta nhẹ nhàng một chút. Vấn đề không phải là chúng ta lười biếng, buông ở đây không có nghĩa là lười biếng, mà để chúng ta có thể làm những cái điều tốt hơn. Tới một lúc nào đó thì chúng ta cũng phải nhường công việc lại để cho người khác. Để rồi chúng ta ví dụ đang làm một ông cha sở, thì chúng ta nhường lại để chúng ta lại trở thành một cái người giúp việc. Đấy. Có thể nếu như vậy thì đó là rất là tuyệt vời. Thì câu danh ngôn này cũng gần với câu lời Chúa: muốn đi theo Chúa thì chúng ta cần phải buông bỏ nha. Chúng ta cũng phải suy nghĩ đi, cũng phải suy nghĩ để chúng ta đấy. Đôi khi là những anh thanh niên chẳng hạn này ôm điếu thuốc chẳng hạn đâu có bỏ được. Bám vào sự lười biếng cũng đâu có bỏ được. Rồi câu danh ngôn thứ hai: có hai thứ bạn phải cho đi. Có hai thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Tri thức và lòng tốt tức là nếu chúng ta hiểu biết cái gì thì chúng ta cần phải chia sẻ. Có thấy cái điều này cũng rất là khó, ví dụ đặc biệt là trong vấn đề nghề nghiệp. Ví dụ chúng ta có cái nghề cà phê chẳng hạn, chúng ta biết rất là rõ về cái nghề này, bảo là chúng ta chia sẻ cho người khác đâu có dễ. Tri thức và lòng tốt, nếu chúng ta là người có lòng tốt thì lòng tốt ấy cần phải thi thố cho người khác. Tri thức và lòng tốt, nếu chúng ta là người có lòng tốt thì chúng ta cần phải biết chia sẻ cho người khác. Có hai thứ bạn phải tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Sức khỏe đừng có phung phí, bởi vì sẽ đến lúc nó theo năm tháng thì sức khỏe nó cũng sẽ hết.
Và lời hứa thì cũng cần phải tiết kiệm, bởi vì không phải là lên cơn để mà hứa đủ điều. Giống như là ông vua Herod đấy, trong lúc ngà ngà say thì bắt đầu về hứa là cho cái đứa con gái là riêng đó là nửa nước, nó xin đầu ông Doan thầy giả rồi đâu có rút lại lời hứa. Có hai thứ cần phải tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có hai thứ bạn phải gìn giữ, đó là niềm tin và nhân cách. Niềm tin là phải gìn giữ, bởi vì khi đã mất niềm tin rồi rất khó lấy lại. Và nhân cách tức là cái cách sống của chúng ta, cách sống của chúng ta là hai cái chúng ta cần phải gìn giữ. Chúng ta cần phải gìn giữ niềm tin, đừng để đánh mất niềm tin. Chúng ta ví dụ như là giả sử như là con là một linh mục chẳng hạn, phải không, được mọi người tin tưởng, thì mình cũng phải gìn giữ cái điều này. Chứ còn bây giờ mà nếu mà làm một cái điều gì đó mà gian dối chẳng hạn, thì chắc chắn là không ai người ta còn tin, và sau này có nói cỡ nào người ta cũng không tin. Và cái thứ hai là cái nhân cách, là cái cách sống của chúng ta sống như thế nào cho nó xứng đáng. Chúng ta cần phải gìn giữ cái cách sống, không phải vì đói mà chúng ta đánh mất cái nhân cách, mà cũng không phải vì giàu mà chúng ta đánh mất nhân cách. Giữ cái nhân cách tốt lành của chúng ta. Có hai thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Cần phải trân trọng gia đình, cần phải trân trọng gia đình. Thật sự thì con đi tu rồi cũng đã ở nhiều nơi thì con mới thấy đúng là gia đình, cha mẹ, anh chị em ruột vẫn là cái nơi mà yêu thương mình một cách vô điều kiện nhất. Gia đình và hiện tại, chúng ta cũng cần phải trân trọng cái hiện tại. Hiện tại này chúng ta đang sống, đang làm việc thì cần phải trân trọng, bởi vì ngày mai đã qua đi, ngày hôm nay qua đi thì sẽ không bao giờ lấy lại. Câu danh ngôn này rất là tuyệt vời ha. Có hai thứ bạn cần phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt, sự hiểu biết. Nếu chúng ta biết Chúa thì chúng ta cần phải cho đi, tức là giúp cho những người biết Chúa. Và lòng tốt, chúng ta học nơi Chúa những cái điều tốt lành, rồi chúng ta là những người có tấm lòng, thì tấm lòng đó cần phải được chia sẻ cho đi. Có hai thứ bạn cần phải tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có hai thứ bạn cần phải gìn giữ, đó là niềm tin và nhân cách. Và có hai thứ bạn cần phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Câu danh ngôn thứ ba, đời người trọn vẹn khi báo hiếu được cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc và thành công trên con đường mình chọn. Có ba cái điều mà cuộc đời của chúng ta cố gắng phải đạt được. Thứ nhất, đó là báo hiếu được với cha mẹ. Báo hiếu được với cha mẹ. Báo hiếu cũng là giới răn thứ tư trong 10 điều răn mà Chúa dạy chúng ta. Cái thứ hai là gìn giữ được gia đình hạnh phúc. Nếu chúng ta có một gia đình hạnh phúc thì đó là một thành công, nếu có một gia đình hạnh phúc. Và cái thứ ba là thành công trên con đường mình chọn. Cái câu này thì sẽ mở rộng ra cho chúng ta, con đường chúng ta chọn là gì? Câu trả lời, con đường của chúng ta chọn là theo Chúa, chứ không phải là làm việc này việc khác. Dĩ nhiên trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng phải có nghề nghiệp, cũng phải thành công trong cái nghề của chúng ta. Thế nhưng mà trên tất cả cùng đích của cuộc đời chúng ta, con đường của chúng ta là thành công. Tức là khi chúng ta thấy Chúa và đi theo Chúa. Thấy Chúa và đi theo Chúa. Có lẽ là cho đến khi chúng ta nằm trên giường bệnh trong giờ hấp hối, chúng ta mới thấy là con đường thành công chính là con đường đi theo Chúa. Con đường thành công chính là con đường đi theo Chúa. Tất cả đời người của chúng ta có ba cái việc lớn mà chúng ta cố gắng làm. Thứ nhất là báo hiếu cha mẹ. Thứ hai là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và cái thứ ba là thành công trên con đường chúng ta đi. Con đường chúng ta đi chính là đi theo Chúa. Con đường đi theo Chúa. Câu danh ngôn thứ tư, muốn vui vẻ, con người phải học được hai chữ biết. Biết đủ và biết ơn. Muốn vui vẻ thì phải học được hai chữ biết. Biết đủ và biết ơn. Biết đủ để không than vãn. Biết đủ để không than vãn. Biết ơn để học trân trọng. Khi chúng ta không biết đủ nên là lúc nào chúng ta cũng tham lam. Khi chúng ta không biết đủ lúc nào chúng ta cũng tham lam. Và tham lam đó là ma quỷ. Tham lam những sự thế gian thì làm sao chúng ta có thể tham, thể yêu mến Thiên Chúa được. Không ai làm tôi hai chủ. Nếu chúng ta tham lam những sự thế gian thì không bao giờ chúng ta có thể đi theo Chúa được. Nên là ở cuộc đời này chúng ta cần phải học được hai chữ biết. Biết đủ để không than van, tham lam. Để không than van hay là tham lam. Và biết ơn để chúng ta trân trọng cuộc sống. Biết ơn để chúng ta trân trọng người khác, trân trọng những người làm ơn cho mình. Chúng ta có biết ơn thì chúng ta mới xứng đáng lãnh nhận ơn. Chứ còn ai đó giúp chúng ta mà chúng ta vô ơn thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được cái ơn thứ hai. Có hai cái thứ biết mà chúng ta cần phải học.
đó là biết đủ để không than van và biết ơn để chúng ta trân trọng người khác. Rồi câu danh ngôn thứ 5, đời người 3 phần ngốc nghếch, 7 phần tỉnh táo để tu thân dưỡng tính. Ngốc một ít thôi nhưng mà cần phải tỉnh táo. Chúa Giêsu dạy chúng ta lại nghe phải canh thức, phải canh thức vì không biết ngày nào giờ nào mà con người đến. Chúng ta cần phải canh thức để đừng có mất linh hồn. Đời người của chúng ta là 3 phần ngốc, 7 phần tỉnh táo để tu thân dưỡng tính. Hay là có thể nói là người tỉnh táo là người biết sửa đổi bản thân. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cái điều này thôi. Anh em hãy tỉnh thức để mà sửa đổi bản thân, để rồi khi Chúa đến thấy chúng ta sẵn sàng. Sống thực tế hơn, không quá mơ mộng, sẽ không phải thất vọng. Người tỉnh thức, người tỉnh táo, người khôn ngoan là biết sửa mình. Người khôn ngoan là biết sửa mình, chứ không phải khôn ngoan là sửa người ta. Khôn ngoan là sửa mình để chúng ta sống thực tế hơn, không có mơ mộng để rồi thất vọng. 3 phần dựa may mắn, 7 phần dựa chính mình để xây dựng sự nghiệp, làm nên đại sự, đừng trông chờ quá nhiều vào người khác. 3 phần may mắn, 3 phần dựa vào may mắn, nhưng mà 7 phần cần phải cố gắng. Cố gắng để chúng ta đứng vững trên đôi chân của chúng ta, chứ không dựa vào người khác. Chúng ta dựa vào ai thì dựa đấy, chứ không thể nào mà bằng dựa trên đôi chân của mình. Dựa vào đôi chân của mình thì chúng ta mới có thể thăng tiến cái con người của mình. Còn dựa vào người khác thì chúng ta không thể thăng tiến cái con người của mình. Trong đời tu của chúng con thì cũng vậy thôi. Tức là đứng trên đôi chân của mình và bước đi trên đôi chân của mình theo Chúa. Chứ chúng ta cũng không đi theo Chúa bằng đôi chân của người khác. Và chúng ta cũng không làm bác ái bằng đôi chân của người khác. Phải là bằng chính mình. Thì câu danh ngôn này cũng rất là tuyệt vời cho chúng ta. Cuộc đời này đấy, 3 phần ngốc nghếch, 7 phần tỉnh táo. Mà tỉnh táo là gì? Là tu thân, tu tâm dưỡng tính. Tức là cái người khôn ngoan là cái người biết sửa đổi bản thân. Người khôn ngoan là người biết sửa đổi bản thân. Rồi 3 phần dựa vào may mắn, nhưng mà 7 phần cần phải nỗ lực. Chúng ta có nỗ lực thì chúng ta mới thành công, chúng ta mới xứng đáng. Đi theo Chúa thì cũng vậy thôi. Chúa giao cho chúng ta những cái nén bạc và Chúa muốn chúng ta phải sinh lợi. Đâu có ai sinh lợi cho chúng ta, mà chúng ta phải sinh lợi. Phải sinh lợi. Hay là dầu đèn của các trinh nữ cũng vậy, chúng ta cũng phải tự để mà tìm kiếm dầu cho đèn cuộc đời của chúng ta. Chứ chúng ta cũng đâu lấy dầu của người khác cho cuộc đời của mình, mà đâu ai cố gắng cho mình được. Đâu ai báo nghĩa, đâu ai gọi là học cho chúng ta, mà cũng đâu ai hiếu nghĩa cho chúng ta được. Chúng ta phải tự. Nên là may mắn một chút thôi, còn đa phần phải là cố gắng. Thế thì cuộc đời này, khôn ngoan là biết sửa đổi bản thân và biết đứng trên đôi chân của mình, chứ không phải là dựa dẫm vào người khác. Đó là 5 câu danh ngôn chúng ta học hỏi sáng hôm nay nha. Con xin được lặp lại cho tất cả chúng ta. Câu thứ nhất. Đây. Một người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Biết cách buông bỏ là người hạnh phúc nhất. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem mình bám víu vào cái gì, mình bám víu vào cái gì. Cần phải buông thì chúng ta mới có thể bám vào Chúa. Chúa Giêsu cũng đã nói phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống. Muốn đi theo Chúa thì cần phải buông những thứ khác. Muốn đi theo Chúa thì cần phải buông những thứ khác. Câu thứ hai, có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là sự hiểu biết và lòng tốt. Chúng ta biết Chúa thì cần phải trao cho người khác cái sự hiểu biết đó. Và nếu chúng ta là người có lòng tốt thì chúng ta phải biết chia sẻ. Có 2 thứ bạn phải tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Sức khỏe và lời hứa cần phải tiết kiệm. Có 2 thứ bạn phải gìn giữ, đó là niềm tin và nhân cách. Cần phải giữ niềm tin. Chứ còn đã đánh mất niềm tin rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Và có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Chúng ta trân trọng từng giây phút, đừng để lãng phí thời gian. Câu danh ngôn thứ 3, đời người trọn vẹn khi, thứ nhất, báo hiếu cha mẹ, thứ hai, xây dựng được gia đình hạnh phúc, và thứ ba là thành công trên con đường chúng ta đi. Và chúng ta cũng đã xác tín với nhau, con đường thành công nhất là con đường đi theo Chúa, vừa hạnh phúc đời này và cả đời sau. Câu danh ngôn thứ 4, muốn vui vẻ thì cần phải học được 2 chữ biết, biết đủ để đừng tham lam, và biết ơn để trân trọng, biết đủ để đừng tham lam than vãn, và biết ơn để trân trọng.
Và câu danh ngôn thứ ba có hai ý. Thứ nhất là ngốc 3 phần ngốc nghếch, 7 phần tỉnh táo để biết tu tâm dưỡng tính. Người tỉnh thức, người khôn ngoan là người biết sửa đổi mình. Và cái thứ hai, dựa vào người khác ít thôi, hãy đứng vững trên đôi chân của mình. Như thế chúng ta mới thăng tiến, chúng ta mới thành công. Người thành công là người thành công trên đôi chân của mình. Và người đạo đức cũng là đạo đức trên đôi chân của mình. Chúng ta không đạo đức dựa vào người khác, chạy theo người khác, mà chúng ta đạo đức trên đôi chân của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày thứ 8, ngày cuối cùng trong 8 ngày đầu tháng 11. Xin ơn toàn xá. Quý ông bà và anh chị em, các bệnh nhân có thể hiệp ý với con trên trang Điều Chú Muốn. Sáng hôm nay thì con có viếng từ đường các em thai nhi. Thì chúng ta không đến nhà thờ hay đất thánh được, thì chúng ta mở trang Điều Chú Muốn xin ơn toàn xá ngày thứ 6, cũng là ngày cuối cùng, ngày thứ 8, là ơn thứ 8 trong 8 ơn đầu tháng 11, để chúng ta xin ơn toàn xá cho các linh hồn. Và chắc chắn là Chúa cũng rất vui, bởi vì Chúa ban ơn toàn xá cho chúng ta, mà chúng ta vui vẻ đón nhận hay là chúng ta mau mắn đón nhận thì Chúa vui. Chứ Chúa ban ơn toàn xá mà chúng ta cũng chẳng có thèm đến nhà thờ hay đến thánh để mà lấy. Rồi chúng ta bệnh không đến được thì chúng ta cũng không buồn mở mạng để chúng ta hiệp thông online với lại quý trang. Thiên Chúa ban ơn thì chúng ta cũng mau mắn. Rồi xin cộng đoàn cũng thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Sáng ngày mai thì tu viện của chúng con làm phép nguyện đường phục, nguyện đường của tu viện. Chúng con cũng khá là vất vả, cũng phải mất gần 2 năm trời mới xây xong được cái nhà nguyện. Ngày mai thì Đức Cha tước về để Ngài làm phép và thánh hiến bàn thờ để tu viện của chúng con cũng như là các em tu sinh có cái nơi để thờ phượng Chúa, và cũng là cái nơi để chúng con cầu nguyện hàng ngày cho quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho quý ân nhân. Xin ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện để thánh lễ diễn ra được tốt đẹp, và tu viện chúng con cũng luôn luôn cầu nguyện cho quý vị ân nhân đã giúp đỡ tu viện chúng con. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.